Quay gửi Du hả? Du là live stream trực tiếp không à? Tiết đứt ruột luôn. Ham công tiết Việt quá mà. Đúng rồi, nó nói chung, nhưng mà ý là quan trọng cái chủ đầu tư của cái du thuyền này là bên địa vị nào, với cơ quan nhà nước hay là bên quân đội hay là quân khu gì đó. Cái này quân khu 7 mà. Cái này nè. Đúng rồi. Bây giờ chưa kính, chưa full sinh ra ngoài được. Mình ngắm cảnh rồi luôn. Bữa nay cầu thơ không hấp đèn này. Mỗi ngày lễ cầu thơ hấp đèn á, đẹp. Đúng rồi. Không thấy gì hết luôn. Không thấy bằng đêm. Không thấy bằng đêm không thấy. Mới ngay cái bữa mà cầu thơ nó mở đèn á. Anh đang tập trung ở này một chút. Đang xuống cái đó luôn còn gần. Đúng rồi.
rồi anh dọn nhà ra đi theo tiếng lá gọi quá quay vào. À, em với anh ơi, nhiệt tình anh. À, cứ nhiệt tình anh. Không ngờ ngày qua ngày nhận bạc tăng tiền bán mỗi ngày có khổ đầy ông đời. Má nói nó con nhà giàu cái gì nó thương thì. Bữa này làm được rồi. Cảm ơn. Giá em nghèo con lớn biết. Đẹp hơn. Cảm ơn. Cái này làm trước mà. Cái này làm trước xấu hơn. Cái này chắc mình hát cái trong đường sơ bên này. Không có quả. Xong với nó đi nhanh ra ta. Alo. Chúng ta nghỉ nghỉ đấy. Để được ăn cùng.